chữ tâm tư được nhà sử Đức Nghiêm ghép chung với chữ chiều để trở thành tâm tư chiều. Tâm tư chiều là một cái tình ca ẩn chứa nhiều cái tình tiết rất là nồng nàn, không tiện nói ra. Vì thế mà tôi đã tìm thấy cái sự đồng cảm giữa nhạc sĩ của Đức Nghiêm và Cung Kiến ở trong cái câu này. Chiều buồn len lén tâm tư thôi, len lén thôi. Những ai làm cái việc len lén đó thì hiểu cái len lén là gì. Tâm tư chiều là lúc cái tâm tư chìm vào ở trong cái cõi nửa tỉnh nửa mê, nửa giả nửa thật, nửa bìa nửa đặt, đúng theo lời của nhạc sĩ của Đức Nghiêm. Ông bảo là những cái chuyện đó là những chuyện bịa đặt cả, những chuyện trong trí tưởng tượng cả, có ai mà tìm được nó được. Và cái tâm tư chiều đó, chúng ta sẽ hỏi những câu hỏi phù vơ như thế này. Thí dụ như ngày vui nào mà không quan mau, câu thứ hai, tình yêu nào mà không phôi pha, câu thứ ba, người thương nào mà không chia xa, câu thứ tư, kỷ niệm nào mà không phai nhòa. Mấy câu này quý vị có thể áp dụng được cả trong những cái đối thoại với những người mình gặp trong tâm tư chiều. Mà tôi khoáng cái câu kế tiếp, và đã áp dụng cái câu này nhiều năm trước đây. Câu này có giá trị và ảnh hưởng tương đương với những bức tình, bức thư tình hay nhất thế giới. Quý vị biết câu nào không? Câu như thế này: người ơi người, về đâu đêm nay? Còn 40 năm trước đây tôi bất chước câu này, tôi hỏi: người ơi người, về đâu đêm nay? Bà quay lại bà nói: vô duyên. Hỏi là cái gì? Tôi nói có gì? Tôi bảo: anh hỏi để đưa em sang đây, anh hỏi để theo em sang đây. Tôi đã không lầm, đưa em sang đây. Ngày vui nào mà không quá mau, tình yêu nào mà không phôi pha, người thương nào mà không chia xa, kỷ niệm nào mà không phai nhòa. Hey.